Dạ vâng, em lại xin được mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Suzu Audio. Kênh bên em thì có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang và số điện thoại là 0378 030 730. Tiếp tục video ngày hôm nay thì video ngày hôm nay em lại tiếp tục lên để đăng lại một cái bộ mic Bayer BSK890. Thì tối ngày hôm qua, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022, thì tối ngày hôm qua em có lên livestream để bán cái bộ mic này. Thế nhưng mà vì trên livestream thì các bác sẽ nhìn hơi bị mờ. Đấy, hôm qua thì em có quay nhưng mà nó hơi bị mờ. Thì có một số bác thì đang thắc mắc là không biết mặt mũi nó ra làm sao. Đấy. Do cái livestream thì lúc mà em cầm cái điện thoại nó không được im, cho nên là nó các bác nhìn sẽ không được rõ chi tiết. Cho nên là hôm nay em sẽ lên video để quay lại để cho các bác nào mà đang tìm những cái bộ mic mà hàng chất lượng, hàng chính hãng, hàng bãi xịn của Bayer. Và đây là một model cao cấp của Bayer các bác nhá, model BSK890. Đối với những dòng BSK890 hay là VIP999 hay là BS790A thì em cũng nói luôn nó là ruột gan máy móc các thứ nó là một. Nó chỉ khác cái tên model này thôi. Thì bên công ty họ bao giờ họ cũng đưa ra một số cái model để nó đa dạng cái sản phẩm thôi các bác nhé. Đấy. Thế nên là bọn em đã kiểm tra thì tất cả là những cái dòng này. BS VIP999 này, BS790A này, BSK890 thì đối với những dòng này thì máy móc nội thất các thứ là nó như nhau. Đấy, tay chân nó cũng giống nhau hết các bác nhá, tay đuôi chuột, quắc màu cam, màn hình dài. Đấy. Rồi. Thì đối với dòng này thì dọ của nó cũng là dọ mang chữ Bayer lên VS luôn. Và trên màn hình thì bao giờ nó cũng có một cái chữ Bayer VS nhỏ mờ trên này các bác nhá. Có cái thì nó rõ, có cái thì nó hơi mờ một chút, các bác để ý một chút thì sẽ thấy. Đấy. Thì đối với cái model ngày hôm nay em lên cho các bác, đây là mặt phay nhôm các bác nhá. Gần như không có một vết xước nào trên mặt các bác nhá. Mặt phay nhôm rất là đẹp. Và điểm cái meca màu đen ở đây, quắc màu cam. Đấy. Hai phím này là hai phím của volume to nhỏ của kênh B. Đấy. Đây là volume to nhỏ của kênh A, người ta ghi rất là rõ đây là vôn cộng vôn trừ của kênh A này. Đấy. Bên này là CSA này, bên này CSB này. Thì nó nằm ở vị trí bên nào thì nó là các cái phím tinh chỉnh của cái kênh bên đó các bác nhá. Đấy. Thì bên đây là ba cái phím này là ba phím để setup tần số. Đấy, ba phím này cũng để setup tần số kênh B, nút nguồn các bác nhá. Thì đối với dòng này thì các bác khi setup thì các bác chỉ cần hình dung là tất cả các dòng mic Bayer các bác sẽ nhìn thấy này. Những dòng mic Bayer mà nó có hai mắt IR. Cái chữ IR này chính là cái mắt nhận hồng ngoại, mắt nhận sóng của đầu thu và tay mic các bác nhá. Thì ở trên tay mic nó sẽ có một cái mắt IR, nó nằm ở giữa khu vực màn hình và cái phím này nó nằm ở giữa đây. Đấy các bác nhá, nó nằm ở giữa đây. Đấy. Ở cái tay mic 780 hay 790 hay tất cả các model của Bayer nó đều vậy các bác nhá. Đấy, thì khi các bác muốn setup tần số các bác chỉ cần nhấn vào nút set này. Ở đây này em đang set vào kênh A các bác nhá. Em lấy ví dụ các bác muốn set sang kênh B các bác chỉ cần nhấn vào nút set này. Để cho nó chạy cái chữ IR này. Đấy, nó chạy chữ IR này. Và các bác chỉ dí màn hình cái tay mic vào cái chữ IR này, trước mặt cái chữ IR này. Các bác không cần phải dí sát, dí cách khoảng 5 đến 10 phân nó vẫn nhận bình thường các bác nhá. Đấy. Và bây giờ thì cái tay mic của em đã nhận sang kênh B rồi. Các bác muốn set lại sang kênh A thì nó các bác làm tương tự. Đấy. Đây các bác nhá, các bác nhìn cái màn hình kính này. Và các bác để đằng trước mặt cái chữ IR nó sẽ nhận sóng các bác nhá. Đấy. Ok chưa các bác? Đấy, khi nó hiện cọc sóng này nó đã nhận sóng rồi. Đấy. Hoặc các bác có thể dò sóng bằng tay này. Dò sóng bằng tay này. Đấy, ví dụ em làm mất sóng đi. Đấy. Ví dụ các bác ấn như này thì nó sẽ 088 ở trên này, các bác nhìn số 088 trên này này. Ở trên đầu thu đây nó là 094 này. Thì các bác chỉ cần làm cho nó về số 094 này. Đấy, 094 này. Đấy, các bác nhìn thấy 094 đây, nó chưa nhận sóng đúng không các bác? Các bác nhìn nó trùng số rồi cũng trùng số đầu thu và tay mic rồi nhưng nó không nhận sóng thì các bác nhấn cho em nút set này. Nó sẽ nhận sóng luôn. Đấy, khi mà các bác làm cái thao tác này các bác phải để tay mic gần vào đầu thu các bác nhé, để cho nó nhận sóng. Đấy, ok chưa? Đấy, đây là cách set bằng tay. Thì các kênh B các bác cũng làm tương tự như vậy. Hai cái phím này là hai volume, các bác muốn cho to nhỏ ở kênh nào thì các bác cho to nhỏ ở phím đấy các bác nhé. Đấy. Thì đối với cái bộ mic này thì em cũng tháo luôn để cho quay lại cho các bác. Vì tối hôm qua em livestream cho nên là các bác thông cảm là em đang quay một tay. Đấy. Các bác chờ em trong giây lát nhé, em quay video này em sẽ quay liền mạch. Đấy. Em quay một tay cho nên giữa nó ra hơi khó thì các bác sẽ thông cảm đây. Vì đầu thu của nó đây các bác nhá. Đấy, quắc màu cam rất là đẹp, rất là rõ nét các bác nhá. Đấy. Đầu thu của cái bộ mic này thì là sản xuất vào ngày 23 tháng 6 năm 2017. Và nó xuất xưởng vào tháng 12 năm 2018 các bác nhá. À tháng 12 năm 2017. Đấy, nó xuất xưởng vào tháng 12, sản xuất thì vào tháng 6 các bác nhá. Đấy. Thì các bác biết rồi, những cái dòng mic Bayer này nó sẽ sản xuất theo cái model theo đời.
Nếu đời 2017 này nó có thể, nó là cái vỉ mạch này nó sản xuất ra vào năm 2017 các bác nhá. Chứ không phải là cái bộ mic này sản xuất nào và ra năm 2017 đâu các bạn. Có những cái vỉ mạch này ở trên này vẫn ghi không 2017, nhưng mà khi nó xuất xưởng vào tận năm 2018 hoặc 19 nó mới xuất xưởng các bác nhá. Có nghĩa là các công ty khác nhau người ta đặt hàng. Đấy, người ta đặt hàng lúc nào thì là họ sẽ đưa vỉ và lắp vào các cái đầu thu của các công ty khác nhau. Còn khi sản xuất là người ta sản xuất theo dây chuyền rồi. Đấy, sản xuất vào đây ngày năm sản xuất và ngày sản xuất thì nó sẽ sản xuất, ví dụ như một ngày này nó có thể sản xuất ra mấy nghìn cái vỉ như thế này hoặc mấy vạn cái vỉ như thế này. Đấy, thì sau này lắp vào cái đầu thu của model nào thì nó sẽ thuộc model đấy của mic các bạn nhé. Hoặc là các công ty khác nhau người ta đặt hàng, người ta đặt cái vỉ này. Đấy, thì bên công ty Bayer người ta chỉ việc xuất kho ra thôi. Đấy, rất là đơn giản, gọn nhẹ và vẫn tuyệt vời. Cho nên là các bác an tâm rằng dù nó mang tên Bayer VS hay nó mang tên các công ty khác nhau, thì khi bọn em đã đăng những cái sản phẩm bọn em báo là hàng chính hãng của Bayer thì các bác an tâm. Công ty Bayer luôn luôn nó sẽ có chữ BS ở đây, K7 2.5 này, nó sẽ có những cái ký hiệu như này. Dù các bác sẽ mang tên là gì đi chăng nữa thì các bác chỉ cần nhìn những cái ký hiệu này và nó sẽ có chữ ký của các cái nhân viên của bên công ty Bayer ở đây. Đấy, các bác nhìn này, nó có chữ ký này. Đa phần nó có chữ ký những cái ngày cùng một cái vỉ mà sản xuất vào ngày 23 tháng 6 năm 2017 nó sẽ có những chữ ký rất là giống nhau này. Đấy, chữ ký của bên kiểm định. Đấy, của công ty. Và đây là công ty và đây là vỉ mặt sau của mic thì nó vẫn có rắc ca lông, rắc 6 ly và chỉnh độ nhạy đầu vào. Chỉnh độ nhạy đầu vào các bác nhé, nguồn và dâu anten. Đấy. Đầu thu đây thì các bác em cũng quay gần cho các bác đây, gần như không có một vết xước nào các bác nhé. Không có một vết xước nào luôn ạ. Rất là đẹp luôn. Cái này chỉ lấy khăn lau qua phát là đẹp như mới các bạn. Vỉ mạch thì quá là đẹp rồi, đẳng cấp rồi. Không có gì suy nghĩ cả. Đấy. Thì em chỉ có một bộ duy nhất thôi. Đây là bộ đời rất là cao rồi. Đấy. Một bộ này em bán cho các bác giá chỉ có 2.400.000 thôi. Thì bình thường những bộ mic này các bác đang mua trên thị trường giá khoảng 2.700.000. Đấy. Nên em không nói sai nhá. Những cái bộ mic như này các bác mua bên ngoài thị trường giá khoảng 2.700.000 mà họ còn không được tặng chống lăn như thế này bên em nhá các bác nhá. Và cái dọ này các bác nhìn rõ nhá, dọ này dọ chính hãng của Bayer, có cả chữ Bayer VS dập trên này. Đấy, các bác an tâm. Đấy, chứ không phải cái dọ trắng bình thường các bác nhá, dọ trắng quẫn quả của Bayer, nhưng mà khi họ đặt sản xuất cho các công ty khác thì họ sẽ không có chữ Bayer trên này. Đấy, các công ty khác đặt hàng của Bayer thì sẽ không, vẫn là dọ lốc này nhưng không có chữ Bayer này. Còn đây là dọ để công ty chính hãng của công ty Bayer người ta phân phối ra thị trường là sẽ có chữ Bayer VS trên này. Đấy, các bác rất là an tâm. Đấy. Đầu thu tay mic cũng đều có cam. Và em cũng nói luôn bên trong là bao cho anh em là lấy pin các thứ còn nguyên đầy đủ hết các bác nhá. Tem hai mặt. Đấy, các bác nhá. Lấy pin còn đầy đủ. Và em cũng tháo luôn cho các bác xem cái củ côn của nó. Đấy, côn dòng này thì các bác quá là an tâm rồi, củ côn này. Các bác quá là an tâm, côn xịn của Bayer chính hãng rồi. Mà quá an tâm chơi rồi. Đấy. Đây nó có thêm một cái vòng nhôm ở đây. Đấy, các bác nhá. Quá đẹp rồi. Bộ mic này thì các bác mua thị trường nó khoảng 2.700.000. Thì bình thường bên em cũng đang bán 2.500.000, 2.600.000. Nhưng mà hôm nay nó lẻ có một bộ thôi. Thế nên em sẽ bán cho các bác giá chỉ có 2.400.000 thôi. Bao ship bảo hành 3 tháng. Bảo hành 3 tháng cho tất cả các bác nhé. Trong vòng 1 tháng đầu tiên mà không may phát sinh lỗi, bên em sẽ đổi bộ mới cho các bác. Và kể cả là hết bảo hành thì các bác an tâm rằng bên em vẫn hỗ trợ cho các bác xử lý tất cả các lỗi của dòng Bayer này. Ok chưa các bác? Rồi. Em cũng alo thử tiếng mic để cho các bác cảm nhận tiếng mic của Bayer. 1 2 4 5 6 7. Alo. Đây này, em đang ngồi rất là gần mà em đang để tiếng mic khá là to. Alo. 1 1 2 2 4 4 6 7 4 7 1 1 2 4 4 5 5 6 7 6 9 9. Các bác thấy tiếng của nó, con dòng này thì quá là ok rồi, không có gì để suy nghĩ cả. Đấy, bao cho anh em nhận hàng kiểm tra ok, anh em thanh toán các bác nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra ok, thanh toán cho em. Đấy, bao chất, bao đẹp, bao cho anh em test sóng tiếng thoải mái các bác nhá. Anh em làm nhà dạp, làm kẹo kéo, làm những sự kiện nhỏ và vừa thì các bác chơi dòng này rất là ok. Tiếng hay, hát nhẹ, giảm rú rít tốt và đặc biệt là nó rất tiết kiệm pin các bác. Những dòng Big Bayer này nó rất là tiết kiệm pin. Đấy. Đối với những dòng Bayer này thì em sẽ tặng kèm cho các bác cái tai bắt tủ máy để về các bác bắt tủ máy các bác nhé. An tâm là tai bắt tủ máy em sẽ tặng kèm miễn phí cho tất cả các bác khách hàng mua của bên em. Đấy. Rồi ok, các bác đi qua thì nhờ cho em xin một nút like các bác nhá, để ủng hộ của hàng bên em. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh cái nút màu đỏ bên phải ngay phía dưới video này. Và các bác nhớ bấm nút chuông để nhận những thông báo sớm nhất của
các cái video bên em lên các sản phẩm mới. Xin được cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.